ấm lòng cảnh người dân sớm lại chung tay thu gom hàng tấn mít giúp tài xế xe container bị lật gây sốt mạng xã hội. Hôm nay ngày 7 tháng 12, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau clip với caption như sau: chiếc xe container bị lật nghiêng trên tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan khiến hàng chục tấn mít bị đổ ra đường. Người dân địa phương đã chung tay thu dọn hàng hóa giúp tài xế. Vụ việc ra sao mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể, ngày 6 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật xe container. Cụ thể, một chiếc container chở hơn 20 tấn mít khi di chuyển trên tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan đoạn qua địa phận huyện Phú Lộc do đường trơn, tài xế đã không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe bị lật nghiêng, làm toàn bộ số mít trên xe bị đổ ra đường. Chiếc xe container nằm chắn ngang đường khiến tuyến cao tốc bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người. Đáng chú ý, khi thấy hàng ngàn trái mít từ trên thùng xe container rơi ngổn ngang trên đường, người dân địa phương và các tài xế khác có mặt tại hiện trường đã chung tay thu gom hàng hóa giúp tài xế container. Nhiều người dân thậm chí còn kêu gọi người thân ở gần đó ra thu gom mít giúp tài xế container gặp nạn. Những hình ảnh và clip người dân tỉnh Thừa Thiên Huế thu gom hàng hóa và hỗ trợ tài xế container gặp tai nạn đã gây sốt sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi hành động đẹp của người dân địa phương. Còn bạn thấy sao về tình huống ấm lòng này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.